bảo tồn các loài trà hoa vàng là việc rất là cần thiết, do cây trà hoa vàng là cây bản địa được sinh trưởng và phát triển trong tự nhiên, trong rừng tự nhiên và phát triển thành rừng. Tuy nhiên là do diện tích rừng tự nhiên dần dần bị thu hẹp với lý do là chuyển đổi rừng tự nhiên thành rừng sản xuất. Đó là cái lý do chính dẫn đến sự tuyệt vong của một số loài trà nói chung và trà hoa vàng nói riêng. Chúng tôi mong muốn xây dựng được một công viên trà hoa vàng bảo tồn tất cả các loài trà hoa vàng của Việt Nam, để tất cả những người yêu trà hoa vàng có thể đến đây tìm hiểu và biết được Việt Nam có những cây dược liệu quý sẵn có trong tự nhiên. Do cái sản lượng chưa được nhiều thì chúng tôi ưu tiên thị trường trong nước, và quan điểm của tôi là những cái gì tốt thì hãy để cho người dân Việt Nam sử dụng trước, sau đó thì duyên đến đâu thì ta xuất khẩu. Cái ấn tượng đầu tiên khi mà bắt đầu đi vào những cái đường mòn vào đây thì nói ok, ai mà có khả năng mà chịu đi vào trong đây, một cái nơi rất là gọi là không đâu vào không đâu đến đâu hết, mà có một cái viễn cảnh là mở thành một cái nơi mà cho mọi người đến, thì người này quả thật là có một cái tầm nhìn và có một cái sự quyết tâm.